Anh chàng này là người cao nhất thế giới từ trước đến nay, 2m72, nhưng cũng chính vì quá cao nên cuộc đời anh ta đã sớm lụi tàn. Đây là Robert Wadlow, sinh vào năm 1918, năm 8 tuổi. Anh đã cao lên một cách bất thường, cao hơn cả bố của mình. Sau này anh tham gia vào một đoàn xiếc và được nhiều người yêu mến bởi tài năng và chiều cao khác lạ. Nhưng chưa dừng lại tại đó, anh vẫn tiếp tục cao lên từng ngày, khiến cho việc đi lại gặp khó khăn, nên anh đã dùng đến cặp niềng chân để hỗ trợ. Nhưng do niềng quá chặt và không được phát hiện sớm, nên chân của anh đã bị nhiễm trùng rất nặng. Ngày 15 tháng 7 năm 1940, sau khi lên giường ngủ và từ đó anh đã không bao giờ dậy nữa, chấm hết cuộc đời ở tuổi 22.